hiện trung tâm hỗ trợ đã tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng của hơn 185 đơn vị trong chương trình Việc làm Tết 2019. Trong đó, một số công việc đặc thù về dịch vụ, văn hóa đang tuyển dụng với số lượng nhiều như đường Hoa Nguyễn Huệ tuyển hơn 200 vị trí. Ngoài ra, các hệ thống nhà hàng kinh doanh thức ăn nhanh cũng cần nhân viên bán hàng xuyên Tết với mức lương dao động khoảng 35.000 đồng một giờ. Các công việc làm Tết thì các đơn vị tuyển dụng chỉ yêu cầu rằng các bạn có phù hợp với thời gian các bạn làm việc và các ca cũng rất là linh động. Thì là sinh viên năm đầu thì em muốn thử trải nghiệm xem như thế nào. Sau quá trình làm việc sau Tết thì em sẽ về quê và có thể em lấy cái tiền đó em mua một món quà nhỏ nhỏ gia đình mình. Với những công việc này, sinh viên có thể lựa chọn làm 1 hoặc 2 ca một ngày tùy vào tình trạng sức khỏe. Trong thời gian cận Tết, Trung tâm hỗ trợ học sinh sinh viên thành phố sẽ công khai thông tin các đơn vị tuyển dụng trên website hỗ trợ sinh viên.vn để sinh viên có thể liên hệ và nhận việc trực tiếp.